Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của mấy anh em. Thì chào cô nha. Chào mấy chú. Thì hồi sáng thì con cũng được anh với chị chủ chia sẻ là cô đang làm việc nhà cho anh đó. Mà bây giờ thì chỗ đó là buôn bán nên là con cũng không có tiện mình lại đó mình chia sẻ. Thì nên là thành ra con muốn hẹn cô ngày hôm nay ra ngoài này để cho nó thoải mái rồi mình để trò chuyện hay cô ha. Dạ. Thì giống như hồi sáng con có anh em con có nói với cô là bây giờ con cũng muốn là cô suy nghĩ lại xem là đi về sống với chị Hương, ra ngoài chỗ đó tụi con thuê nhà ở một hai hôm họ tạm đi, rồi coi là bữa nay thì chú cũng đã lên xã rồi, không biết là chiều nay về như thế nào. Vậy mai không lên xã nữa hả? Dạ thì nãy sáng con có nói cô đó. Thì nên là anh em con hồi trưa giờ thì cũng có đi lên hỏi dò la thăm rồi, thì con không biết là chiều nay chú có về giống ngày hôm qua hay không. Đó thì ngày hôm nay cũng đã mời lên từ sáng tới giờ, tới bây giờ thì cũng chưa thấy tin tức gì hết. Đó thì con cũng muốn là bây giờ tạm thời cô về để giải quyết xong cái sự việc này, mà hình như là chính xã cũng sẽ mời cô lên đó để mà người ta giống như là mình kêu mình trình bày sự việc á. Vậy là mấy chú cũng nghe người ta nói vậy hả? Dạ tụi con có đi lên gần cảnh hỏi, con hỏi thăm rồi. Thì cũng có rất là nhiều khán giả bình luận cho anh em con á, rồi điện thoại có thể chửi con anh em con luôn, nói là anh em con xuống thì giống như là xen vô chuyện gia đình của cô, rồi thành khiến cho gia đình của cô tứ tán. Rồi bây giờ là chú thì không có, nhưng mà tụi con đặt đề là chuyện nói có đó, nên thành ra là tụi con cũng muốn là sẽ đưa cái sự việc này cho nó sáng tỏ. Thì ngày hôm nay tụi con cũng muốn, ngày hôm qua trước khi mà chú được mời lên á, thì tụi con khi mà chú đuổi cô ra thì con quay lại đó, thì chú có nói với con là chú lên trên xã thì có sao nói vậy, và bên xã người ta nói không có thì tội thì thôi về, cho chú về. Nhưng mà theo con được biết thì hiện tại chú đang được gọi là cấm rời khỏi nơi cư trú trong cái quá trình mà phục vụ công tác điều tra. Nó thành ra không đi ra khỏi tỉnh. Dạ, không? Giống như là người ta chưa đủ, người ta đang thu thập chứng cứ, người ta chưa có kiểu mà gọi là bắt hẳn. Nó mời lên làm việc, triệu tập lên làm việc thôi. Nó vì vậy thì cũng có rất là nhiều quý vị khán giả xem video clip của anh em con thì đang không hiểu cái sự việc, nên là ngày hôm nay con cũng hẹn gặp cô ra thì con cũng chia sẻ sẵn có trực tiếp cô đây. Thì theo cô nghĩ là trong nhóm anh em con thì có phải là người mà gọi là phá gia đình của cô cho nó đến nông nỗi này không cô? Thì mấy chú đã thấy hoàn cảnh này kia vậy, cô mấy chú mới tìm hiểu rồi chú cũng giúp đỡ cho mẹ con Hương, rồi cũng giúp đỡ cho tôi, và tính là câu chuyện cũng nhẹ nhàng thôi, chứ đâu có ngày hôm nay mà nó đi tới mức mà tới ra xã ra đồ. Tính là khuyên trong gia đình cho nó yên ổn thôi, tặng cho Hương quay về thôi, nhưng mà ngày hôm nay là nó câu chuyện nó tới xã, nó mời tới mời lui rồi. Còn đây giờ nghe nó tới mời tôi, nó tôi làm gì đâu mời, tôi cũng biết bây giờ. Thì nói chung là cô thì không có gì, nhưng mà cái người ta điều tra mà thì người ta sẽ mời cô lên là coi là nhà cô có biết những gì hay không, hay là có gây gỗ gì với chú hay không gì đó. Thì bữa giờ anh em con chia sẻ clip lên thì bên đó người ta cũng đã theo dõi hết rồi đó, những cái tình tiết cái gia đình của mình, tụi con thì người là cập nhật chia sẻ thông tin truyền thông, nên là người ta cũng nắm được cái tình hình gia đình mình rồi. Chị có lớn tiếng hai chồng cãi ra qua cãi lại thôi, chứ nói chung ra là cũng cãi gì cái vụ Hương thôi. Dạ thì trước khi mà con chạy qua đây, con mời cô ra đây cô cháu mình tâm sự, thì anh em con cũng có ghé qua nhà thì xem, mà hiện tại là hình như là chú chưa có về luôn, thì không biết ngày chiều ngày hôm nay thì chú có về giống như ngày hôm qua hay không. Đó, bây giờ theo cô thì giống như là phiên anh em con là bây giờ cô muốn ở đó làm hay là cô đi về? Tại vì nè, tụi con muốn khuyên cô đi qua nhà chị Hương ở chung mẹ con chị Hương là vấn đề gì? Chị Hương đang bệnh về vấn đề, còn bệnh vấn đề tâm linh. Mà chị Hương thì cứ ban đêm
anh em con có hỏi thăm thì nghe bé Quyên cái chia sẻ là chị Hương cứ nói chuyện cái gì đó xào xào trong miệng rồi đi tới đi lui không chịu ngủ cả đêm như vậy. Đó thì theo cô là cô nghĩ bây giờ chị Hương như vậy thì phải xử lý như thế nào ạ? Giờ theo tôi trong bụng tôi nghĩ là chắc có lẽ là nào là tôi đuổi nó đi rồi nó không suy nghĩ nông cạn. Rồi giờ tới ổng đuổi tôi đi nữa nó bị chết ha cô ha. Nó bị kiểu như tâm lý nó không ổn định. Suy nghĩ nhiều quá rồi nó nghĩ là kia bậy bạ đó. Chứ cô nghĩ là ngủ không được nữa rồi gặp nó bệnh rồi chồng chết luôn, nó chung ra là rồi giờ con còn nhỏ rồi mà không có tiền thì chi nọ để cho con học hành rồi tán lạng, nói chung ra là chắc có lẽ là nó nhiều công chuyện quá nó đổ dập lên đầu nó rồi nó suy nghĩ gì không chú đáo, cái này vui xong cái kia nhập tới viết rồi nó điên đầu nó dạ. Tâm lý đúng không? Xong rồi khi mà lúc đó thì chị buồn gia đình đi, chị đi mà lúc 2 tháng sau khi mà gặp anh em tụi con á, thì lúc mà chị Hương chị đi á thì cô có hay chị đi không cô? Nó đi nó bỏ nhà đi đâu có biết đâu. Dạ. Nó đi đâu mấy bao lâu đó rồi bắt đầu mấy chú mới phát hiện nói gì lên cộng đồng mạng gì đó nó nói đó. Rồi mấy chú mới biết đó, rồi mới lại đi hỏi thăm này kia đó chứ tôi cũng nói chung là hoàn toàn tôi chẳng biết gì hết. Nhưng mà ký là trong thời gian cô là chị Hương đi đó là khoảng 2 tháng trời mà là không có tin tức gì về với gia đình mình hết không, hả cô? Kiếm cái không được luôn đó. Dạ. Nên mấy chú lại rồi tôi nhờ mấy chú về ai nhà mấy chú nhờ mấy chú khuyên nó về nhà cái làm nó về nhà cái tới con đi luôn. Dạ. Lúc trước rồi cô có đi kiếm không? Có đi mà đâu biết cái chỗ nào đâu. Thì chỗ đi gần gần thôi chứ xa quá tôi cũng đâu biết đường. Dạ. Tôi cũng gán lo đi làm nữa chứ đâu có ở nhà đâu, ổng giờ ở nhà vậy ổng người ổng vậy rồi giờ mình mà buông thả nữa rồi sao được, giờ phải gán đi làm lẫn ăn ngần mà ngày nào ăn ngày đó mà. Dạ. Rồi bệnh đau nữa đâu phải mà ngày nào cũng mằng hết đâu, cũng bệnh đau rồi kia nọ cũng phải nghỉ rồi khám bệnh khám bệnh rồi giờ lớn tuổi cũng khổ lắm. Vậy bây giờ giống như là con ngày hôm nay con cũng gặp cô nha. Sẽ có hai cái câu chuyện con cũng muốn nói với cô. Một là bây giờ anh em con thì cũng bàn bạc khuyên cô về sống tạm thời qua ở chung với mẹ con chị Hương, tiện thể là cô chăm sóc chị Hương trong cái thời gian này. Giờ con thấy là chị Hương cũng có cái biểu hiện như vậy thì cũng rất là nguy hiểm. Nhưng bé Quyên thì nó nhỏ tối ban đêm nó không biết xử lý như thế nào đó. Thứ hai nữa thì nếu thật sự ví dụ tối nay mà chú được thả về giống như ngày hôm qua thì cô sẽ đi về gặp chú, cô với chú nói chuyện một lần nữa để cái sự việc này nó để nó giải quyết cho nó rõ ràng. Chứ bây giờ cái nhà như gì, nhà có nhà công của chồng công vợ với cô, mà bây giờ xảy ra gì thì cô bỏ cô đi gì nữa rồi chú như vậy thì con thấy cũng không có được lắm. Anh em con cũng muốn là gia đình của mình không có chuyện gì xảy ra. Và vấn đề ở đây là chú, nếu mà chú thật sự chú không có vô tội mà được cái giấy của bên xã người ta nói là chú vô tội thì tụi con sẽ kẻ đứng ra anh em con hoàn toàn chịu trách nhiệm và cũng như xin lỗi chú. Nó còn nếu mà thật sự có những gì chị Hương chia sẻ tại đây là không phải anh em con mà đưa ra câu chuyện này rồi xong mình phải là bắt buộc là trình báo chính quyền gì hết, nhưng mà tại vì do chị Hương chia sẻ tụi con mới rất là bức xúc và thêm cộng nữa bé Quyên nữa. Giờ tôi nói với mấy công đồng mạng này kia nọ thì giờ nói chung ra là bên đó người ta không hiểu rồi, người ta lấy của chú thì cũng tội cho mấy chú cũng nói chung ra mấy chú cũng giúp đỡ ở đây thôi chứ cũng không phải là làm gì hết. Dạ. Thử ra là mấy người kia người ta không hiểu, người ta nói với mấy chú là phá gia can là trong gia đình của tôi xào xáo rồi kia, không phải, thật sự là không phải vậy. Mấy cô mấy chú vậy có coi được thì mấy cô mấy chú cũng hiểu được đi chứ bên đây người ta giúp đỡ mà, giúp đỡ hoàn cảnh này kia nọ.
Dạ. Chứ không phải người ta vô ta phá đâu, nhưng mà ổng đến giờ câu chuyện đầu dây mới giờ là cũng tại vì ổng mà ra. Dạ. Mà ngày nay nói là từ sáng hôm bữa kia là ổng đi người ta xả lên mờ lên là ổng đi về. Mà ngày giờ là từ sáng giờ chưa về, là nếu mà sự thật là bây giờ lên là xã nó đã nắm được tình hình cái gì đó rồi, nó mới kêu ở lại là giờ này chưa về. Dạ đúng. Còn rồi nếu mà chiều ra về, nếu mấy chú nói vậy thì giờ tôi cũng về để cho nó rõ ràng luôn đi, để cho nó thấy. Chứ tôi thấy ổng này thay đổi tính tình lắm, một là nói cho rõ ràng, còn hai xã nó kêu tôi lên, nó mời tôi lên nữa để nói chuyện gì á, rồi cái gì khai đó, rồi coi có một hai cái gút mắt cái gì trong gia đình đó là nói luôn cho xã là ta giải quyết luôn một cái một với con tôi nói luôn. Còn yeah, nếu có mời luôn con nhỏ kia gì nữa thì tốt. Dạ. Yeah. Đó, lên nói chuyện trên xã thì rồi là ổng có cái gì là ổng người ta xã người ta điều tra là người ta biết được cái người mà lương lặn hay là cái người nói không thiệt tình, ta nhìn ánh mắt là người ta biết à. Dạ. Yeah. Đó, giờ tôi cũng muốn là cho nó đâu đó cho rõ ràng đi. Nếu ổng mà ổng có mấy, nhưng mấy chú nói là biết ổng có bà này bà kia không á, thì nói chung là từ đó giờ tôi về ở sống với ổng là ổng không có bà này bà nọ. Yeah. Đó, nhưng mà ổng có hay không á là tại vì hằng ngày xưa là ổng đi coi cai. Yeah. Rồi cũng có nhiều người thấy ổng thì mình cũng nghĩ là thấy ổng cao cai rồi người ta kiểu người ta định để người ta làm việc nhẹ chút. Yeah. Đó là như vậy. Còn mà ngày này mà nếu mà nay cũng nghĩ ra cũng đã lâu rồi. Rồi giờ về đây giờ không biết còn liên lạc hay không mình cũng không biết. Yeah. Nhưng mà mình không có thấy ổng ở nhà đó, rồi ổng có liên lạc với người đó hay không thì mình cũng không biết được. Nên giờ nếu mà ổng có còn cái tật mà còn tình xưa nghĩa cũ với người đó nữa là thôi, là giờ về nếu mà làm gì gõ ra cho trắng trợn ra, nếu được là mình chia tay với ông lại để cho ổng có đi đâu ổng đi. Dạ vậy cô ơi, thì, giống như cô cho con hỏi là ngay từ đầu tiên con gặp cô á, thì con anh em con chia sẻ clip của cô lên, thì cũng như là có rất là nhiều khán giả đặt cái dấu chấm hỏi nói với cô đó. Thì ngày hôm nay khi mà mọi xong qua sự việc thì người ta cũng lại hiểu lầm cô là bên chồng rồi này kia nọ xua đuổi con. Nhưng mà ngày hôm nay thì qua những cái sự việc vừa rồi chú gây xảy ra, và kể cả từ trước tới giờ cô chú cũng không có đuổi cô như vậy, đúng không con? Đúng. Nhưng mà ngày hôm nay chú lại không biết lý do tại sao mà cô chú lại đuổi cô như vậy, và cô cũng có nói khẳng định với anh em con là chú thay đổi tính tình, đúng không ạ? Này hay khác. Dạ. Giờ có hai con đường. Thứ nhất là ổng áp chế bên đây không được rồi, với bên đây giờ đổ bể ra rồi, hai mẹ con cứ là đàn áp ông, nói ổng nói mà là mẹ con đàn áp ổng. Dạ. Là nói về dài ổng vô là sàm sỡ rồi quýnh đập con cháu rồi dưới phần tôi về tôi cũng cãi dạ ông, nói tôi về nói hoài điếc đầu điếc óc rồi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là một là ổng thấy vậy là ổng thấy không ổn rồi, là ổng tính đây là buông tay để ổng đi theo bà nào nữa rồi, là có hai con đường nữa thôi, là trong lòng tôi nghĩ vậy á. Là ổng mới có cái ý đó, là bây giờ cô lại suy nghĩ như vậy. Đúng ngày à? Xưa là tôi không bao giờ tôi nghĩ ổng có bà này bà kia đâu. Dạ. Nhưng ngày hôm nay là tôi thấy cái chuyện này là theo người đàn bà ta có giác quan á. Dạ. Là tôi sống với ổng từ đó giờ là ổng rất là hiền, không phải dữ, nhưng mà cái tình trạng này tôi thấy hôm nay là tự nhiên đuổi ra đi là có vấn đề gì lắm rồi. Dạ. Với vậy bây giờ cô cho con hỏi là theo cô, giống như là chứng kiến bữa giờ cái tình trạng như vậy, thì liệu cái lời nói của chị Hương có đúng như những gì chị Hương nói về chú không? Theo cô là ngày hôm nay cô có tin lời của chị Hương chưa? Thì giờ thì nói chung ra tin đó, nhưng mà giờ là hồi bữa hả mà tôi cũng nghi là con mình nói thì mình cũng thấy đúng phải không? Dạ. Nhưng mà mình cũng chưa có bắt được ổng nên thử ra mình cũng không có khẳng định được, nên người ta mới nói là tôi bên ổng bỏ. Dạ. Con thật sự ra là giờ này á đó, như mấy cô mấy chú cô bác đó thì nhìn với mấy chú nhìn nè, nó thấy như thế nào đó, giờ thấy ổng thay đổi chưa? Dạ. À, với cô cho con hỏi như là từ hồi lúc mà cô sống với chú tới giờ á, có khi nào mà chú đã đuổi cô như bây giờ không cô? Không, từ xưa tới giờ là không có bao giờ mà nói nặng nữa, không có nói nặng nói nhẹ mà bà mệt mà quá bà đi đâu bà đi đi là không có. À. Mà ngày nay đã nói bà đi đâu bà đi đi rồi, xong rồi tính vợ chồng là nói vậy thôi.
Rồi cô, ai cô, nghe. Con hỏi cô cái nè, lúc mà chú nhậu từ lúc đó tới giờ là cứ mỗi lần mà chú nhậu là cô phải làm đồ ăn cho chú nhậu như vậy ha? Thì làm đồ ăn, ăn cơm gì đó, cái nào lạc lạc cái ông lấy ông nhậu ly hay ly vậy đó. Dạ. Có gì nhậu nấy vậy đó, nhiều khi có khô có cá hay gì cũng nhậu. Như là cái trường hợp mà như là chú đuổi cô giục đồ ra ngoài đường á, thì như là cô thấy gì á, như là cô thấy có buồn với người chồng mình đã chia khăn sẻ gối chừng mười mấy năm nay không cô? Nói chung buồn chứ ai không buồn. Đã mình tìm hạnh phúc đâu phải dễ đâu. Người biết lo lắng cho mình này kia nọ mình mới lấy chứ. Còn nhà giờ này là thấy chắc tình hình này là thấy không ổn rồi. Con hỏi tế nhị xíu nè. Lúc mà cô mà từ điểm đó tới điểm bây giờ, lúc mà mới gặp chú á, chú thương cô dữ không? Chú quan tâm thì cô cũng nhiều không? Lo cho mình rồi chứ lo cháu ngoại lắm. Lúc đó cưng cháu ngoại lắm. Tiền bạc hay sao? Tiền bạc ví dụ tiền... như chú thoải mái không? Tiền bạc thì ổng ăn thì về, lúc đầu tiên thì ổng về ổng cũng giữ giữ luôn là một ít nào đó, rồi đặng có bạn bè ổng phê với phần lính rồi đó, ổng phê rồi ổng cũng đưa cho mình hết à, từ nào hết tiền thì ổng kêu bà đưa cho tôi 500 triệu gì đặng tôi nay có mấy đứa kia nó lại nhậu này kia để mình không bao nó hay cũng kỳ. Thì nói chung ra ổng ăn đưa tiền mình thì cái hồi ổng đụng chuyện hữu sự gì thì mình cũng phải đưa tiền ra để cho uống phê pháo chứ ai đâu mà tiền phát cầu đông được, đúng không? Tính chú là nếu hồi đó giờ gặp cô mà ở giờ chắc không có gái gú gì nọ được ha? Không, hồi đó không gái gú hay không gì đó không biết, nhưng mà từ ngày ổng về ổng sống với mình bây giờ là thấy cũng không có gì hết, chỉ nói chuyện qua tình hình là lính lát làm trong công trình thôi. Chung ra chú đầu tiên về chú cũng rất là quan tâm, rất là thương yêu, cũng như là cái gì cũng chia sẻ với cô. Mà chị từ khi mà cái vụ mà của chị Hương xảy ra là cô thấy khác thường, đúng không ha? Ừ, lúc mà cái vụ mà Hương đi mấy tháng thì ổng cũng vẫn im ghê, không nói gì hết. Nhưng mà ổng có kêu bà coi tôi kiếm con nó về đi, chứ để nó đi gái đứa đi ra đường vậy sao được. Trong khi chồng nó mới chết này kia, ổng cũng quan tâm. Thì như đó. Là lúc đó là chú có đi tìm phụ cô không? Thì ổng nói ổng đi đó, nhưng mà mình cũng không có hai người không có đi chung. À vậy là chú, như... chú đi ổng theo nói... cái lời nói của chú. Còn chú kêu cô là cô đi, cô đi. Nói giờ bà đi kiếm nó đi, con đi xa vậy đâu có được, gái nữa giờ. Cái tôi hỏi ổng có đi kiếm không, ổng nói tôi cũng có đi mà tôi kiếm ký không gặp, mà tôi cũng hỏi thăm người ta không thấy nó. Cái khoảng thời gian mà chị Hương đi á, mà hai vợ chồng mà ăn cơm chắc chiều ở nhà, nhiều khi mà có nhắc tới chị Hương không? Nhiều khi là vắng chị Hương lâu lâu không? Lâu lâu thì cũng có nhắc một hai tiếng, nói nay nấu món ngon ngon, nấu món ngon ngon này, có mẹ có bà nó có mẹ con nó nhà món này nó thích này kia. Yeah. Tại vì mình cũng lâu lâu mình cũng nấu qua món lợn, mấy món mà con mình thích chứ chồng mình thích. Yeah. Vắng cho chị Hương vậy như là hỏi gì ha, cũng nói sao món này có mấy tụi mẹ con nó nhà món này nó thích ăn nè, nó cũng nhắc. Dạ. Và từ cái ngày mà con nó đi luôn tới giờ thôi, cái ổng cũng không có ấy nữa. Dạ. Lúc đó ổng ăn hay ổng ăn càng nhậu nhiều hơn. Là lúc mà lúc mà chị Hương đi là chú nhậu nhiều hơn hả? Cái ổng lúc là áp lực, là ổng nói là mẹ con bà giờ áp lực tôi nhiều quá. Tôi đi thôi, mà tôi về tới nhà là bà nhai bà lãi nhãi viết trong đầu tôi, bởi vì hỏi sao tôi không uống rượu cái đồ á, trời trời, cái chuyện này ổng làm ga mà chứ đâu phải ai làm ga đâu. Dạ. Mà giờ lên công đồng mạng từ lưa tháng lãng hết trời ơi, tôi cũng điên đầu điên óc. Nhưng quá. Theo cô là ở chỗ cô hồi tối là anh em con đưa cô vô chỗ nhà nghỉ cô ở đó, thì sáng cô đi thì cô tìm việc á, thì những cái người mà vô đó ăn uống cà phê rồi đó thì có nhận ra cô không? Đâu ở nhà lần này không, đâu có đặng đâu dám đi lại đâu mà biết. Dạ. Thì bây giờ con cũng nói với cô như vậy, anh em con cũng hẹn cô ở đây, thì thời gian mà mình chỗ đang làm cho chú đó thì cũng có giới hạn, nên là con cũng muốn là cô sắp xếp là chiều nay thí dụ như chú có về thì tụi con sẽ chạy lại rước cô. À, để mình vô mình sẽ gặp trực tiếp chú để mình hỏi cho nó ra lẽ ha cô ha. Nhưng mà con có thể con nói với cô như vậy, bây giờ tạm thời khi mà về á thì cô sẽ đứng ở ngoài, anh em con vô nói chuyện xong với chú coi là lúc bữa nay đi trên xã về thì có nhậu giống như ngày hôm qua hay không. Ngày hôm qua không biết là chú vui mừng hay là như thế nào á,
khi mà nhậu được người ta cho về xong là chú nhậu về xỉn quất cần câu luôn, đi vô không biết gì hết. Lúc cô về thì lại xảy ra chuyện nữa, nên là khi mà nếu mà đi vô thì tụi con sẽ đi vô trước, cô ở ngoài ha, rồi cô ở nhà cái cặp cô hàng xóm đi, rồi tụi con qua bển coi là tình hình chú làm sao, rồi con kêu qua cô qua nói chuyện ha. Thay nếu chắc sáp về, nếu mà sáp về mà nói chuyện với ổng thế nào, nãy giờ ổng đuổi ra đi rồi là ổng có cái đích gì rồi đó, nên ổng mới đuổi đi, ổng đuổi đi là có cái vấn đề gì đó. Yeah. Quay về là thì cũng khó sống nhau đã, vợ chồng mà nó đã bình thường không sao mà nó có cái mâu thuẫn rồi là hình như là khó sống lắm. Yeah. Nó có một cái vết thương rồi đó, thì bây giờ đã lành lại nó cũng ngứa đó. Bây giờ này bữa nay là dụng hương xong xuôi rồi chui xong nữa, bắt đầu là mẹ con nó về đấy, ba mẹ cháu gặp nhau rồi, bắt đầu là tới ổng nói chuyện với ổng rồi, cái giờ lên xã rồi bắt đầu về là thấy ổng thay đổi khác, là ổng kiếm ly, chuyện ly nước đổ rồi khó hút lại, bởi vậy ly nước đổ rồi khó hút lại đâu có đầy. Là bây giờ chắc tôi nghi là chắc ổng có lẽ là ổng tìm đường như thế nào rồi, nên ổng có quyết định là ổng có đuổi tôi đi ra. Còn nếu mọi người đáng lẽ ra là mới thì về tới ổng nói thôi bây giờ bữa nay bà đi đâu, vợ chồng đã dặn nhau con bà nó đã đi vậy rồi, giờ vợ chồng hủ hỉ nhau thì thôi bà vô tắm rửa đi, coi cơm nước gì đó nấu vợ chồng ăn miếng là ngủ ghê hơn này kia. À, rồi ai đưa bà về đây, mấy chú đưa về, thôi cũng tôi cảm ơn mấy chú này kia. Yeah. Còn cái này nói chuyện đã hay cái quăng đồn tôi ra đường luôn là sao. Yeah. Thì mấy chú chấm hỏi chú đó nghĩ gì? Thì đó, nên ngay từ đầu thì con cũng rất là bức xúc khi mà ngay từ đầu cô chưa hiểu sự việc á, thì con tụi con và cũng như khán giả lại trách lầm cô là kiểu mà cô thì lại giống như là bao che cho chú, nên là tụi con cũng bức xúc cái vấn đề đó. Nhưng mà khi mà từ ngày mà tụi con tìm hiểu sâu cái vấn đề của gia đình mình thì con mới thấy là cô hoàn toàn không biết những cái chuyện xảy ra giữa chị Hương và chú. Rồi xong rồi khi mà ngày hôm đó anh em con bất ngờ cái là đưa cho cô về nói chuyện thì chú lại phản ứng là quăng đồ cô vậy đó. Giờ quăng mấy chú mấy cô trên mấy cô bác trên công đồng mạng giờ cứ nói tôi là không có hiểu, tôi nghĩ tôi là bên chồng bỏ con, rồi nói với mấy chú nữa rồi vô ấy chuyện gia đình rồi cho người ta xào xáo lên, là đó là sự thật là không phải, là mấy chú là giúp bên đây để cho mà hòa thuận là thôi. Dạ. Chứ không ai mà muốn mà đã mấy chú làm từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn trong hốc trong hẻm trong trên gừng trên gú đồ này kia nọ để bán từng chai mật ong từng chai nước cốt nhào để giúp đỡ, trong khi đường xa xôi đi mưa gió đồ phía đêm phía còn gia đình gia bọng cha mẹ vợ con nữa chứ phải không. Dạ. Mà mấy cô mấy chú không hiểu được cũng không cảm. Còn tôi nó thiệt ra tôi bữa đó tôi nóng là tôi đuổi con tôi đi, là đuổi cho nó ấy thôi, vợ ổng thôi, chứ không phải là thật sự là tôi đuổi con đi luôn. Yeah. Nhưng mà tôi ra thì nó đi mất tiêu rồi, không thể ấy được. Nhưng mà đã mẹ con gặp nhau, bà cháu gặp nhau rồi, nhưng phiên nó về, nhưng mà nó quyết tâm là nó không về. Yeah. Tại vì ông này nó nói khăng khăng là về, sợ ông này sàm sỡ nó nữa. Nên tôi mục đích tôi muốn để cho nó về một thời gian để coi ổng có còn mà tái đi tới lại cái vụ mà sàm sỡ nó nữa hay không. Yeah. Mà lúc đó là tôi đưa ra chính quyền luôn. Yeah. Đó chứ không phải là tôi kêu nó về đây, nên nó cũng một hai nó khăng khăng nó nói là giờ kêu con về nhà nó rồi ổng cái tật đó ổng cũng sàm sỡ nữa rồi làm sao. Tôi nói. Yeah. Thí dụ như ổng mà đã mình giờ mình biết ý ổng vậy rồi phải không. Yeah. Thì mình cũng phải là có ý một chút. Mình đi ra đi đâu thì mình cũng né ổng đi. Còn quạt mà đi vô ngủ là phải đóng cửa nẻo gà chốt gầy đồ lại đàng hoàng, đừng có cho mà buông thả như ngày xưa nữa. Nhưng mà cái con bữa con đi vô mình chú á, con thấy cái phòng mà hiện tại chú ngồi á thì chỗ cái phòng mà từ bậc cửa bước vô là cái giường đôi là giường của mẹ con của chị Hương. Nhưng mà chỗ đó thì đâu có cái cửa đâu, ngủ như vậy thì cũng phòng của cô của chú thì ở trong buồng rồi. Rồi mẹ con chị Hương thì ngủ ở ngoài cái giường đôi đó thì như vậy thì đâu có được đâu, có thấy con đâu có thấy cửa đâu. Chị Hương nói là ngủ là lấy cái rèm che lại là xong à. Đâu có cửa đâu cô. Như vậy thì cũng nguy hiểm.
bởi vậy giờ cũng khổ luôn. Thôi bây giờ con tính gì cô? Thì con cũng nãy giờ trò chuyện với cô cũng lâu rồi. Thì bây giờ con đưa cô về chỗ làm ha. Rồi tụi con sẽ chạy xuống dưới. Khi nào mà chú về á thì con xin phép cô chủ với cho cô đi xuống gặp gia đình mình nói chuyện cho nó gọi lại ra lẽ ha. Tại vì anh em con thì thật sự mọi người cũng đang gọi là chỉ trích anh em con rất là nhiều, nói là phá gia đình của cô, nên là anh em con cũng muốn là đưa cái sự việc này nó sẽ kết thúc càng sớm càng tốt. Hẹn cô ha. Thôi bây giờ con xin phép là con sẽ kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị thấy hay cho anh em một like, một đăng ký kênh để ủng hộ anh em có động lực ra những video mới ạ. Chào cô ạ. Rồi đi cô.